đây là buổi diễn tập ở tại quảng trường Mega Grand Gua nha các bác. Bây giờ sẽ là buổi diễn tập show nhạc nước. Mọi người đang rất là chờ đón. Mời các bác và quý chị chiêm ngưỡng nhá. Chuẩn bị nhá. 3, 2, 1, nhạc chắc đang bắt đầu. Thank you.
Vâng, và xin một tràng pháo tay dành cho các diễn viên Mega Grand World của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên các diễn viên của chúng ta được diễn ra với các vị khán giả đến như thế. Và như quý vị khán giả thấy, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện vở diễn này được xuất sắc nhất để ngày 21 tháng 12 tới đây chúng ta sẵn sàng để khai trương cho một Mega Grand World điểm đến mới của phía đông thành phố Hà Nội. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian cổ vũ cho các nghệ sĩ của Mega Grand World và rất mong chờ là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ cũng như là toàn bộ đội ngũ phát triển chương trình Grand Voyage sẽ cùng trở lại vào ngày 21 tháng 12 để được thưởng thức một vở Grand Voyage mãn nhãn hơn nữa, mãn nhĩ hơn nữa và chắc chắn là thỏa mãn mọi giác quan cảm xúc của tất cả quý vị các bạn. Xin một lần nữa xin được cảm ơn ạ. Và sau đây thì ekip chúng tôi xin phép tiếp tục được hoàn thiện vở diễn lần này. Xin cảm ơn các vị khán giả một lần nữa. Hôm nay là một ngày trời rất là đẹp. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.